Tiếp tục hành trình về An Giang, hôm nay tụi mình sẽ đến với Long Xuyên, một thành phố không kém phần nổi tiếng so với Châu Đốc. Ở đây có một món cơm tấm trú danh, mà hễ ai nhắc đến thành phố này cũng đều nhớ về nó. Cho nên hôm nay có dịp ghé qua, mọi người cùng Quân khám phá nha. Hey yo, xin chào mọi người, tiếp nối hành trình An Giang của tụi mình. Sau khi đã đi từ Châu Đốc thì tụi mình đã đến Long Xuyên rồi nè. Và hôm nay khi mà đến Long Xuyên thì tụi mình không thể nào bỏ qua được cái món cơm tấm Long Xuyên, một cái món rất là nổi tiếng ở nơi đây. Và bây giờ tụi mình đang có ở một quán cơm tấm Long Xuyên đằng kia rất là đông luôn. Nên bây giờ cùng mình khám phá nha. Đây mọi người, hiện tại mình đang có mặt ở cơm tấm của chị Hương, một quán cơm tấm mà mọi người có thể thấy không gian xung quanh rất là đông luôn. Khách buổi chiều, bây giờ mặc dù bây giờ là buổi chiều giờ cơm tối rồi, nhưng mà khách ăn rất là đông luôn, bên đây đường và bên kia đường luôn. Rồi bây giờ mình phải vô trong thôi, bây giờ mưa rồi nè. Rồi, mọi người, ở Long Xuyên hình như là cơm tấm trở thành một món ăn quốc dân luôn á mọi người. Kiểu thay vì là mọi người đi về buổi tối thì sẽ nấu cơm tối với gia đình, thì mình thấy ở đây là có những chị mà dẫn con đi học về, rồi các chú hay gia đình nào cũng ra đây ngồi ăn luôn thay cho bữa tối mọi người. Đây mọi người, mình có thể thấy là cô đang cắt, mình cắt cái này ra để làm bì hả cô? Cái này là mình thịt bằm, cái này bì bằm làm con. À, còn cái này mình làm thịt bằm để làm bằm cho để lên cơm tấm Long Xuyên. À, cơm tấm Long Xuyên là mình phải có một phần thịt bằm như thế này. Thịt bằm, chả, bì, thịt rồng vịt. À, có cho con hỏi thịt bằm này con thấy có cái màu này không biết là mình nó là món gì, kêu là thịt gì cô? Thịt khìa. Thịt khìa. Vậy là một phần con tấm Long Xuyên thì mình sẽ có sườn, bì, thịt tục vịt, trứng chả. Bì, thịt tục vịt, trứng chả. Ừ, thịt vịt chả. À, thịt là mình có thịt này với lại sườn luôn hả cô? Sườn là con sườn. À, ông sườn miếng, chừng muối, chừng nướng, có hai ba thứ được. À, có nghĩa là khi mình nhắc tới cơm tấm Long Xuyên là mình có thịt này, bì, trứng chả. Bì, trứng chả, còn nó không có sườn trong đó. Không sườn, có sườn, cơm sườn không. À, cơm sườn là cơm sườn riêng. Sườn là sườn đồng nướng, sườn đồng nướng chiên. À, dạ. Chả nướng, gà hấp, gà nướng. À, con hiểu rồi. Hồi đó giờ con cứ nghe con tấm Long Xuyên, con tưởng là trong đó đã có sườn luôn. Con tấm chặt sườn rồi còn phim nữa. Mình ăn con tấm sườn thì có cái chân tấm sườn. À, con hiểu rồi, hay quá. Gì dạ. Con muốn ăn thì con tấm sườn thì chặt thêm sườn vô. Dạ. Thịt này thì mình chọn là thịt gì cô? Thịt đùi mỏ quạ. Thịt đùi mỏ quạ. À, mình chọn cho nó vừa có nạc có mỡ. Dạ, vừa có nạc có mỡ nó ngon, nó chắc thịt. Wow, nhìn miếng thịt to ghê đó. Rồi còn con thấy ở đây mình có trứng là mình nó cũng là một phần của cơm tấm luôn. Ừ. Còn ăn con ăn cơm sườn thì con cũng để muốn ăn trứng thì để trứng, sườn trứng, sườn trứng, sườn chả, sườn bì, muốn để gì để. À, thích mình để. Dạ. Dạ cô cho con hỏi là mình bán cơm tấm Long Xuyên này lâu chưa cô? Cô bán từ 15 tuổi tới 89 tuổi, 79 tuổi, 70 năm nay là 89 tuổi rồi đó. Tao nhiêu tuổi? 69 hả cô? 69 tuổi. 89. 69. À 69 15. Hồi 15 tuổi tới giờ 15, hồi còn đi học lớp 9 tới giờ đó con. 15 69 rồi, 15 69 là 45 năm. 45 năm mọi người. 69 nó còn tuổi nó 71 rồi, 70 rồi con. Wow. À, con nhìn cô con như cơ thấy còn trẻ lắm luôn á cô. Có ông gì Phúc Mập ở Tân Bố cũng xuống quay đây đó. Dạ. Vậy là cô cả ngày là cô đứng bán ở đây luôn hay là không, có ai phụ? Ban ngày thì làm công chuyện. À. Bán nướng. Rồi chiều 3 giờ có mặt đây. À mình bán 3 giờ tới mấy giờ hả cô? 3 giờ tới 11, 12 giờ chiều tối. Ủa cô bán 3 giờ tới 11 giờ tối vậy cô? Cô gì về sớm chút xíu, còn mấy đứa con rồi nó ở lại nó dọn dẹp. À cô có nghĩa là cô là người xác lập ra là cô bán xíu là cái chút có người ra phụ đúng không cô? Có con đó, con gái nó phụ nó phụ đó. À ok, truyền nhân của cô mọi người là con gái của cô, xíu nữa sẽ ra lấy phụ cô. Ừ. Là cô chỉ bán bán xíu thôi. Rồi hồi cái quẩn khách xấu chút khách thì nó ra hôm nay gì à, dạ. Nghỉ sớm. Dạ. Với lại cô con thấy ở đây mình có thịt gà nữa là sao cô? Ừ thì đó gà hấp, gà nướng, nè gà nướng nè. Là mình cũng muốn bán cơm gà luôn. Dạ, con cơm gà luôn. À. Dạ. Thì mình đang cắt thịt này với cắt trứng là mình làm gì vậy chị? Cơm cái này. Cơm cháy, đang làm phần cơm cháy cho khách. À, ở đây mình có làm cơm cháy luôn hả chị? À, một phần cơm cháy vậy thì mình có những cái loại nguyên liệu nào chị? Cũng giống như cơm tấm bình thường như là bì, trứng, thịt nhưng mà có miếng da vô. À, miếng da, da heo này. À, da heo mình. Da heo thì đúng không chị? Trong miếng thịt này nè. À. Mình
khi mình ăn với cơm cháy thì mình có nước sốt gì không? Có nước sốt mà. Dạ, hấp dẫn quá. Rồi mọi người, hồi nãy mình thấy có cái phần cơm tấm á mọi người. Thì chị có nói có ăn chung với nước sốt. Thì đây là nước sốt để ăn cơm tấm nè mọi người. Đây bên đây. Rồi nước sốt rất là hấp dẫn nha. Mình thấy nhìn sơ sơ qua thì mình thấy có hành phi nè. Có hành phi. Đó. Trước mắt chỉ biết có hành phi thôi. Nhưng mà nhìn nó rất là thơm mọi người. Đứng kế bên rất là thơm. Hình như có cả con ruốc nữa. Không có con ruốc hả chị? Có hành phi thôi đúng không? Hành phi. Dạ. Có hành phi thôi mọi người. Đó. Rồi. Và ngoài ăn với cơm cháy thì chị mình cũng ăn với cơm tấm Long Xuyên luôn á mọi người. Đó. Rồi. Đi con ơi. Cơm để đâu? Đây mọi người thấy là trước mặt mình là một cái vị dĩa cơm tấm Long Xuyên á mọi người. Mình sẽ có trứng có thịt nè. Và mọi người cơm thêm mình cũng chan sốt luôn nha. Hình như ở đây là mọi người ăn cơm không dùng với nước mắm á mọi người, mà ăn với nước sốt thôi đó. Cô con thấy là thường thường mình ăn cơm tấm là mình ăn với nước mắm á, thì không biết cơm tấm Long Xuyên của mình là mình là phải có nước thì nó ngon hơn là ăn với nước mắm không? À cái đó là do mà một nước khìa hả cô? Nước thịt trong này. À có nghĩa là mình khìa cái thịt này nó ra cái nước này mình ăn với cơm tấm. Thì không biết con thắc mắc là không biết cái này là hồi đó giờ người ta cơm tấm Long Xuyên là mặc định là vậy hay là mình tự sáng tạo ra cô? Hồi đó tại vì mình sáng tạo ra hồi xưa tới giờ đặng tới ba đời đặng á. À. Ba, người bà ngoại với bà ngoại rồi má rồi tới gì rồi bây giờ tới con đó, tới con nè, con nó đứng đâu đặng tập nghề cho nó luôn. À dạ. À có nghĩa là cơm tấm Long Xuyên hồi đó giờ là mình cứ dùng nước thịt kìa thôi, không có sử dụng nước mắm luôn. Nước mắm là mấy người ta ông này người ta làm, người ta học thay thành heo đó. À dạ. Rồi, hay quá các cô. Dạ. Thường thường nếu mà khi mà người ta ăn, người ta có, cô thấy là khi mà ăn nước nước đó thì người ta có xương này là xương trứng. Dạ. Thường thường cô thì mình ăn cái nước này kiểu trong đó là mình có những nguyên liệu gì hả cô? Cái nước nước kìa đó cô. Mình có à, dạ. Dạ hồi đó nếu mà cô mà cái bán cơm tấm này là hồi đó là ai chỉ cô ha? Ông bà mình. À. Ông bà mình là tất mình. Ông bà cô. Ừ. Dạ. Chứ không phải là cô cái ông bà mình cô chỉ và truyền qua đời cô và đời con của cô luôn. Đúng rồi, ông bà rồi tới cha mẹ. Dạ. Thì hồi đó giờ mình vẫn giữ cái nét phong tục từ hồi xưa tới giờ. À. Giữ cách mạng tới giờ chứ thôi chứ. À. Vậy còn có nghĩa là cơm xuồng thì chỉ là sau này thôi đúng không cô? Còn cơm tấm Long Xuyên là nó có từ trước luôn rồi. Cơm tấm Long Xuyên có từ trước. À thì ra là vậy. Còn về cái hạt gạo của mình đó cô, thì mình nấu gạo tấm gì nhiễn, hả cô? Tấm nhuyễn. Tấm nhuyễn hả cô? À nấu bằng gạo tấm. Thì khi mình nấu hạt cơm nó sẽ như thế nào cô? Hạt cơm nó sẽ mình nấu như gạo rồi thôi, mình nấu ít ít nước hơn cái gạo. À tại vì nó nhuyễn mình nó lấy nước cơm. Dạ rồi, tại sao mà mình không chọn hạt cơm thế mà mình lại chọn hạt cơm này hả cô? Cơm tấm này nó mới ngon, nó mới thơm hợp với cái này. Ờ. Nó mới hợp. Dạ rồi, cảm ơn cô. Ăn gạo thì đâu có ngon, đâu có phải gì. Đã gọi là cơm tấm đâu phải nhuyễn. À. Chứ rồi nếu cơm gạo thì mình bắt cơm phần rồi nó ăn cơm phần nó mới ngon, còn cái này sớ sớ sớ. Dạ. Hai sườn. Dạ rồi, con cảm ơn cô. Dạ, có con một dĩa hạt cẩm. Một dĩa cơm tấm Long Xuyên bình thường. Với một dĩa sườn, một dĩa trứng kho với trứng chiên. Cái ốc la đi ra diễm ra dĩa tấm, một dĩa cơm trứng. Diễm ốc la là diễm ra dĩa mấy chất nè. Rồi mọi người, một dĩa cơm tấm thì mình sẽ có nè, bì đầu tiên nè. Cô đó cô sẽ xắt trứng ra thành từng lát nhỏ, nhỏ 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 nhỏ. Rồi một được một nửa cái trứng nha mọi người. Sau đó thì sẽ lấy thịt khìa ra. Cô sẽ lấy hai miếng thịt khìa, cô cũng xắt từng miếng nhỏ luôn. Dạ. Cô sẽ tắt lên xắt thịt ra. Rồi cô cho vào luôn. Thôi. Vậy là một phần cơm tấm Long Xuyên. À có thêm miếng giả nữa. Dạ. Như chưa ớt đầy đủ. Rồi. Sườn trứng có không? Không ạ. Sườn trứng có không? Không đen rồi vậy. Rồi làm cho con một dĩa hạt cẩm luôn nha cô. Một dĩa hạt cẩm. Dĩa hạt cẩm đúng không cô? Dạ.
cẩm thì mình cũng có bì nha mọi người. Và sau đó thì cô cũng sẽ sắc trứng cho mình vô luôn. Một nửa cái trứng kho. Rồi, ba lát thịt khìa. Cũng bầm là cũng sắc ra từng lát nhỏ luôn. Cô cũng sắc ra từng lát nhỏ cho vào luôn. Rồi, sườn. Sườn thì mình sẽ sử dụng sườn. À, sườn có mỡ mọi người. Cô cũng sắc ra từng lát. Đó, cho vào. Rồi, tiếp theo cái này là sườn cộng luôn hả cô? Rồi, rồi một dĩa hạp cẩm có luôn sườn cộng muối. Rồi, cho mình 4 cục sườn cộng muối. Rồi, chan nước thìa kịch vô. Vậy là xong một dĩa. À, còn cho thêm mỡ hành vào. Rồi, và cuối cùng là dưa chua nữa mọi người. Đó, dưa chua. Đó. Có cô bonus thêm cho mình tỏi với cà pháo đồ luôn. Rồi, vậy là xong một dĩa đặc biệt hấp cẩm nha mọi người. Vậy là cơm gà nướng nha mọi người. Một hộp cơm gà nướng rất là to luôn. Một hộp cơm gà nướng như thế này hết bao nhiêu ha cô? 1 gốc tư gà. Một cơm gà nướng với một gốc tư gà sẽ là 75.000 như thế này nha mọi người, rất là to luôn á. Đó, cũng cơm này đủ của anh đứng xếp bên đầy đủ này anh. Cơm thì mình có súp luôn nha mọi người. Cơm là mọi người chấm súp gì nè. Đó. Cháo một cái đỏ. Dạ. Còn ai muốn ăn hủ qua thì khúc hủ qua 15.000. Dạ. Rồi, súp cho mọi người. Mỗi dĩa cơm là một chén súp. Một dĩa cơm là một chén súp một người đó. Súp này thì mình thấy cô có hầm củ cải trắng, củ cải đỏ với lại xương đúng không cô? Ừ, cải trắng, cải đỏ là xương. À. Đó, xương là gì nè, đó. Đó, xương quá trời luôn. Cơm này của ai nè? Rồi, một người là chén súp gì đó. Dạ. Ai kêu bên nội đưa đây. Còn có hủ qua là một người, một khúc hủ qua. Dạ, rồi. Sau đó thì cô sẽ mang qua bàn cho tụi mình luôn. Thấy nha, từ chỗ mình đứng xuống tới kia là 1, 2, 3, 4, 5 bàn. Tất cả đều kính khách hết luôn đó mọi người. Mà mặc dù bây giờ là mới có 6 giờ tối thôi đó. Chút nữa mình nghỉ chút nữa còn đông hơn bây giờ luôn. Hello. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với mình và chị Uyên. Thì hồi nãy là bé Quân bon chen đủ đường bên kia. Mình thì ngồi đợi bên đây để cho bé Quân vừa nói chuyện với cô, vừa coi làm sao mà cái quầy của cô nó lại đông người mua như thế này. Và đây là hai phần mà bé Quân đã gọi ra. Đó, đó thì cơm tấm Long Xuyên nè mọi người. Nó Long Xuyên. Đây là chắc một phần của Long Xuyên. Thật cẩm. Còn hôm mấy nay tôi ăn ngán thịt quá mọi người. Thông cảm, tôi chỉ có ăn thịt trứng kho về, trứng chiên thôi. Không sao, có em đứng ra để cảm nhận, trải nghiệm. Trải nghiệm. Thì có gì thì cũng chẻ được vài ba miếng bên dĩa Quân cũng sao. Ở chứ cái dĩa này nó hoành tá tràng lắm đó mọi người. Thấy cái dĩa mà hai cái kết cấu, hai cái chất dĩa nó khác nhau là cũng hiểu là cái chất lượng nó khác nhau như thế nào. Mà bây giờ không nói nhiều nữa, ăn hen. Ok. Thì cơm tấm Long Xuyên nó rất là nhiều điểm đặc biệt mọi người. Đầu tiên là phải chan nước sốt. Ở đây người ta không có ăn, người ta vẫn ăn nước mắm nha mọi người. Nhưng mà điều đặc biệt là ở cái nước khì thịt phải chan cái này nè. Đó. Chan cái này vô. Đó, chan một muỗng vô. Chan vô. Đó. Ở đây nước mắm với lòng phụ nha mọi người. Đa phần là người ta đều ăn với nước khì thịt này hết. Đây. Rồi. Nó là cái mùi thì nó thơm lắm á. Cái mùi nước thì vừa mới chan vô thôi là nghe mùi thơm nó nồng lên đó mọi người. Thì em thấy là như cô không nói cô thì thật rất là nhiều luôn. Đúng rồi. Nên là cái nước sốt thành ra nó một xô to luôn á mọi người. Nên là chất lượng của nước sốt là khỏi phải lo luôn, khỏi phải bàn luôn. Rồi, trong phần của bé Quân, phần nạp cẩm thì có cái gì nè? À, nhưng nếu mà nãy bạn nào có xem qua trước thì mình thấy nè, mình sẽ có phần bì. Bì. Phần này không có rất thịt là bì á. Kìa mình bắp sắc ra. Có bì thì lại là bì da heo. Và sau đó thì mình sẽ có hai loại sườn. Thứ nhất là sườn muối chiên. Sườn muối. Còn thứ hai là sườn kiểu mà sườn mỡ có ba rọi á mọi người. Sườn nướng kiểu ba rọi. Còn tiếp theo là loại chả này.
Nghe nói cái chả nó cũng đặc biệt hơn cơm tấm bình thường rất là nhiều. Đây là chả chiên mọi người. Còn một loại và trứng nữa mọi người. Thì trứng bên đó chắc nó rẻ ra hết rồi. Trứng là trứng thì kho. Trứng kho đây. Ê, trứng kho. Đó, trứng kho. Thôi thì xắt ra từng lát đúng nhỏ rồi. Như vậy cũng vô vào. Rồi, đó là tất cả những loại topping mà mình thấy trong một dĩa cơm tấm Long Xuyên thập cẩm đặc biệt này. Thì một cái phần bình thường thì chỉ có bình thường là chỉ có bì, thịt khìa với lại trứng kho thôi. Còn phần thập cẩm thì có thêm nhiều cái loại thịt khác nữa. Thú vị hơn. Rồi, ăn đi. Của tôi là chỉ có hơi đơn điệu nhưng mà cũng sẽ chắc chắn là cũng sẽ có hương vị cơm tấm Long Xuyên đâu đây. Rồi, cái trứng nó ngon quá không? Tại vì chị đang thèm trứng đó mọi người. Nếu mọi người cơm tấm này thì gạo tấm đó, thì tất nhiên là mọi người gạo tấm mọi người cũng thường ăn ha. Mọi người cũng thường ăn gạo tấm rồi nên chắc cũng quen. Cái gạo tấm nó tơi á, thì cái, nó vẫn là cái chất gạo tấm nhưng mà giờ là nó đang thấm kèm với lại cái nước sốt thịt kèm. Đúng rồi. Mặn mặn, rất là thơm. Nhưng nó mặn rất là nhẹ mà nó không có quá mặn. Ăn vào không có vị ngọt ngọt gì đâu. Đúng rồi. Mình nghĩ là bạn nào mà hồi đó giờ ăn lạc quen rồi á thì chỉ cần chen cái nước này vào ăn được, không cần chen thêm nước mắm. Giống như kiểu ở nhà mà viết cái viết cái thịt kho, nước thịt kho mà chen vô vậy á. Chọn cơm vô rồi lấy ăn trong nồi luôn. Đúng rồi, nhưng mà cái này thì nó là hương vị của cái thịt khìa đặc trưng ở dưới đây. Còn sau đó thì của chị á thì của cái phần ăn của mình thì nó còn béo béo cái vị của trứng kho nè. Đúng rồi. Cái lòng đỏ của trứng rất là béo. Rồi cái lòng trắng bên ngoài á thì nó dai nha. Dai nó giòn. Nó dai giòn nha mọi người. Trứng kho mọi người, nếu mà thường thường nếu mà mình kho trứng kho mà của cô cái vỏ ngoài nó rất là đậm màu quá chị. Đúng rồi, là nó kho cũng rất là lâu rồi đó. Nên là ăn rất là thấm, ăn rất là đậm vị, rất là ngon. Rồi. Bây giờ chắc là xỉa thịt bẩm để ăn ké. Để ăn cái miếng sườn muối. Sườn muối đi. Còn em sẽ ăn thử trước cái phần thịt khìa. Cái thịt khìa thì đa phần là nhiều nạc hơn mỡ mọi người. Ăn vuông là ăn nạc nhiều hơn mỡ. Đúng rồi, nạc nhiều hơn mỡ. Ăn chung với phần da heo bì á mọi người. Ăn nó cũng nó cái vị của nó thì giống như là vị nước sốt thôi. Nhưng mà ăn vô hai cái đó cộng lại vừa nạc có nạc một xíu, vừa có mỡ một xíu, vừa có miếng da heo một xíu. Ăn nó kết hợp lại vừa dai dai, vừa mềm mềm. Ăn rất là hợp với cả con tấm với lại nước sốt ở đây luôn. Còn cái thịt chiên của chị á, chị vừa ăn á, chị cảm thấy nó hơi bị khô. Khô hả? Béo nữa. Trong cái tầng sớ thịt của nó có phần lẫn mỡ mọi người, cái này là chiên á. Nên hơi ngán. Chị mình đang ngán thịt thì hơi ngán thiệt sự, nhưng mà nếu mà trong lúc mà mọi người đang thèm vitamin thịt thì cái miếng thịt này rất là chất lượng luôn. Đúng nha. Rồi. Tại vì vừa mỡ vừa da, có phần da nữa. Rồi mỡ xong rồi lại một miếng thịt nạc. Nó rất là ngon, nó kiểu là trong lúc mà mình thèm thịt nó ăn trắng là nó sẽ thỏa mãn được cái cơn thèm thịt của các bạn. Đúng rồi, rất là ngon mọi người. Còn về phần sườn ba rọi, kiểu mà sườn ba rọi mọi người, có phần gân nữa, có thêm một tí sụn và gân trong thịt nữa. Để ăn vô kiểu nó đậm đà, nó nhưng mà nó hơi ngọt hơn một xíu, nó có vị ngọt ngọt đậm, vị mặn rất là nhẹ, kiểu mình cảm giác nó hơi nghiêng về thịt gan một xíu. Gan hả? Đúng rồi. Chứ nó không có giống thịt nướng mà còn mình hay ăn. Có cảm nhận như vậy. Rồi còn chả với Quân ăn luôn đi. Chả này mọi người nghe nói cũng là chả rất là đặc biệt. Mình với chị Uyên chia người nữa. Như nó có khoai môn ở bên trong. Em vừa cảm giác nó có bột bột. Nó bột bột của khoai mọi người. Có thơm thơm. Có nấm mèo. Có nấm mèo. Vậy em thử á. Có nấm mèo, rồi có thịt, rồi cà rốt. Rồi chắc chắn là sẽ có trứng rồi nha. Hương vị của nó khá ngọt. Đúng rồi, hơi ngọt. Nghiêng ngọt một xíu. Ngọt chứ không có mặn, cũng không có mùi mắm. Không có mùi mắm nhiều. Tím tím nè, như là khoai môn vậy, chị thấy như là khoai môn á. Đúng rồi, em không biết là khoai gì nhưng mà em cảm thấy có hơi bị bột bột một xíu. Rồi đó thì mỗi phần đây mọi người tranh thủ lúc ăn thì theo mọi người chiến tích của quán một tí là không những các anh chị xếp hàng quý cô chú anh chị
cô chú anh, cô chí anh chủ ờ biết cô chí anh chủ đang xếp hàng ở để mua mang về thì các quý cô chú anh chị ở phía sau cũng ngồi rất là đông và chật kín hết bàn. Thì phải nói là một cái quán ăn khá là đắt, đắt hàng, đắt show ở Long Xuyên nha mọi người. Còn về giá hả? Chưa hỏi, chưa biết. Để anh Caramel để giá dưới đây một phần ăn của tụi mình là bao nhiêu nha. Rồi, thì mỗi phần ăn thì cũng sẽ có thêm một cái chén súp canh. Thì bình thường mình gọi canh đó, này cái canh đó sẽ luôn được để trên nồi. Trên nồi ha, nóng, lửa vừa vừa thôi mà không quá sôi. Thì đây là một cái phần súp. Người ta thường gọi đây là canh đại dương, vì chỉ thấy nước chứ không thấy cái. Thì cái điều này mình cũng thông cảm thôi. Thì ở đâu cũng vậy thôi mà, đúng không mọi người? Đúng rồi. Trong này sẽ có củ cải với lại đậu, cà rốt. Cà rốt, củ cải, củ cải muối á chị. Đó, cái này là củ cải muối luôn. Đúng rồi, em có ăn thử em nghe nó hơi mặn một xíu. Đó, thì húp thì vị nó cũng khá là thanh và mặn nữa. Hơi mặn. Mặn nha, mặn, chị thấy mặn nha. Đúng rồi, khẩu vị hơi mặn một xíu mọi người. Mặn. Mình kiểu như là mình đang ăn cơm, cái vị nó rất là thanh đó mọi người. Nhưng mà qua đây thật sự nó hơi mặn một mặn xíu. Mặn quá. Cái nồi đó thì mọi người, mặc dù là nhìn trong cái chén của mình là canh đại dương vậy thôi, nhưng mà ở trong cái nồi của cô á rất là chất lượng. Vì hầm toàn là xương không nha mọi người. Với lại nếu mọi người không thích ăn cái dạng canh này thì có thể cho thêm củ qua. Thì đó, cũng thấy rất là hợp lý. Thì cái cơm này á, mọi người có thể ăn sáng, trưa, ăn chiều, giờ nào ăn cũng hợp. Đúng không? Đúng rồi. Rồi, vậy thì cái chuyến tụi mình đã đang có mặt ở Long Xuyên. Đang vừa mới có mặt tại Long Xuyên, tụi mình nhảy vô đây ăn cơm tấm Long Xuyên liền luôn. Vừa mới có mặt tại Long Xuyên và vừa nhảy ở đây ăn cơm tấm. Bởi vì cái độ hot của nó rất là đúng, lớn mọi người. Nhưng mà như vậy thì cũng không có làm cho tụi mình thất vọng. Tại vì nó rất là ngon. Rất là hấp dẫn. Rất là hấp dẫn. Nếu mà mọi người có tới Long Xuyên thì nhớ ghé quán của cô Hương. Cô Hương. Cô Binh. Cô gì? Cô Hường là cô Binh. Ok, quăng miếng đó mọi người. Rồi, nếu mà mọi người có đến Long Xuyên thì nhớ ghé quán của cô Hường nha. Thì địa chỉ mọi người cũng nhìn ở dưới màn hình giùm mình nha. Rồi, thì chắc là video này cũng tạm kết thúc ở đây để dành cho các hành trình phía sau của team đi đâu tại Long Xuyên An Giang. Hy vọng là mọi người có thể ủng hộ tụi mình ở những video tiếp theo. Và đừng quên like, share, subscribe cho kênh Đi Đâu để xem được nhiều video hấp dẫn tiếp theo nha mọi người. Bye bye, bye.